Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel tô vẽ tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cái quả cam. Và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho quả cam này nhé. Mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cho quả cam của chúng ta. Đầu tiên là cái miếng cam bị cắt rỡ này. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng màu vàng để đánh bóng cho cái phần này nhé. Tiếp theo là mình tô màu vàng xanh này cho cái phần vỏ của cái quả cam này nhé. Tiếp theo là phần phía dưới này. Và mình sẽ sử dụng màu cam để đánh bóng cho cái phần quả cam này nhé. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây đậm để tô màu cho những cái cấp cuống và những cái lá của bức tranh này nhé.
Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu trong những bức tranh trên YouTube của mình. Và hôm nay hãy cùng mình tô màu cho bức tranh về ba nhân vật trong chương trình tô màu này. Family Guy. Mình sẽ tô màu vàng trong hai góc của cô cả phía bên tay phải. Video tô màu cho cái quả cam và miếng cam cắt dở này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình. Xin chào.